để ăn cá mà ăn. Hello, xin chào mọi người. Bữa nay mình cùng nướng bánh tráng ha. Bánh tráng mè rất là ngon nha các bạn. Ở bên này không có quạt than này kia, mình nướng một cái cách rất là đơn giản và dễ ha. Nướng bằng bỏ vô microwave để nướng. Chờ các bạn theo dõi ha. Nè, mình bỏ cái bấm vô microwave ha. 45 giây ha. Sau 45 giây á thì trở ngược cái bấm lại ha, rồi mình bấm thêm 45 giây nữa. Những cái bánh nướng của mình đã xong này nha các bạn. Rất là nhanh ha. 45 giây xong rồi lật ngược lại 45 giây nữa là nó đang đẹp như vậy ha. Hẹn gặp lại video sau nha các bạn. Bye bye.